Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Các bà,
Ông ba tin được là thằng Liên, thằng Liên thôi và thằng ông ba bắt buộc của cháu thằng họ Đại. Hôm nay tôi thay mặt cho họ nhà trai dẫn đoàn họ nhà trai đến đây với mục đích và cái nguyện vọng của cháu Đại. Về cái vấn đề Hoàng Ngọc Thịnh Lễ, cháu Hoàng Đại cũng được đính hôn, kết hôn với cháu Thảo Loan, con của hai ông bà. Nhà trai, tôi xin giới thiệu bác Phạm Thị Khang, bác ruột cháu Phạm Thị Khang. Thứ ba là ông Phạm Xuân Trường, bố ruột của cháu Phạm Hoàng Đại, và bà Trần Thị Nga, là mẹ ruột của cháu Phạm Hoàng Đại, và cậu Hiếu, cậu Hiệp là cậu của cháu Hoàng Đại, và Lão gì của cháu Phạm Hoàng Đại. Hoàng Đại, người yêu của cháu Thảo Loan, mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều cái mong muốn. Kính thưa quý vị, kính thưa hai họ, sau một cái thời gian dài và cháu Thảo Loan đã có một thời gian tìm hiểu nhau, được sự ủng hộ phát hợp vun vén của hai gia đình ông Đường, bà Loan, ông Trường, đó là tâm đầu ý hợp và nguyện vọng muốn xây dựng gia đình. Hôm nay gia đình chúng tôi đến đây mang về gia đình ông Đường, bà Loan và bà Liên họ có 7 cái tháp lễ vật theo cái phong tục tập quán của quê hương, với cái ý nguyện và mong muốn cầu mong cho các cháu tình yêu tình bạn của các cháu sớm được hòa kết trái, đồng thời cũng để nối thêm siết chặt cái tình thông gia giữa gia đình Trường và Trần Thị Phan Thị Liên. Phan Thị Liên. Kính thưa các ông, các cả tháng, cho nên là gia đình chúng tôi có một số anh em ở đây để đại diện cho họ hàng, cho các cháu. Thì chắc là cái lý do ông bà hai vợ chúng ta cũng đã biết, hai vợ chúng ta có đem chúng ta thay mặt cho con của ta, tôi mong muốn cưới cháu Thảo Loan về làm vợ và làm dâu hiền và làm rể hiền của gia đình ông Đường và bà Loan, cũng bà Liên, cũng như cháu Thảo Loan được làm chồng làm vợ của cháu Hà Hoàng Đại và làm dâu trong Âu Hiền, Âu Thảo trong gia đình. Như thế thì một lần nữa kính mong quý ông với bà hai họ chúng ta thông cảm để cho các cháu sớm được thành vợ thành chồng, ổn định cuộc sống. Tôi là trưởng của dòng họ bác cả của cháu Loan. Thế thì qua lời phát biểu của vị đại diện cho họ nhà trai, chúng tôi biết được cảm ơn với tinh thần là phú quý nhà trai thì con cái nó đã thực hiện nhiều, nhưng mà với cố gắng của nhà trai đến nay như thế là rất tốt đẹp. Bên thì chúng tôi rất chân thành và tiếp nhận những cái lễ vật mà hai bên đã
bàn và thống nhất ý kiến của các đại diện, xin bác xin thay mặt cho nhận những cái lễ vật này để lên tổ tiên trước khi chúng ta bàn nói chuyện tiếp theo. Vâng. Xin mời anh. Rồi. Dạ. Để cho hai họ chúng ta để cùng biết nhau, kể cả trong dòng họ những ai như thế nào thì cũng giới thiệu luôn là cháu Loan được sinh ra trong cái dòng họ Nguyễn Tiến, quê gốc ở Nam Định, và ông nội của cháu là hiện nay là đây, đây là ông ngoại, tức là hai ông đã được lên bàn thờ. Thế thì ông được sinh dưỡng được 9 người con, tôi là con đầu. Con thứ hai là hiện nay là ở quê, cháu thứ ba, anh thứ ba đây, anh thứ tư đó, và đây là thứ năm, và 4 người con gái nữa. Thì tôi xin giới thiệu như vậy là rất đông, anh em đông lắm. Thế là một nửa ở đất đất và một nửa ở ngoài quê. Vì bây giờ kỹ thuật về vấn đề Covid nên là không phải vào được, nhất trí để tác thành cho hai cháu ở bên chồng. Một con trai trai bên đây. Chúng tôi rất là nhiệt tình hoan hô, và chúng ta cũng đang tổ chức để sao cho các cháu kết thành một sau là thành lập một cái gia đình tốt đẹp, nối tiếp truyền thống của gia tộc bên nhà trai cũng như truyền thống gia tộc nhà gái, làm sao là sống tốt hơn. Trước bàn thờ gia tiên, xin phép cho hai cháu được dâng nén hương bày tỏ lòng kính nhớ tri ân và thắp lên ngọn nến bày tỏ quyết tâm làm rạng danh tổ tiên và vinh quang Thiên Chúa. Xin các bậc tổ tiên bầu cử cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc, sống đẹp lòng cha mẹ họ hàng hai bên, chu toàn trách nhiệm hôn nhân và gia đình theo thánh ý Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, đất cũng ở trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ dằn.
hai bên và toàn thể ân nhân bạn hữu. Xưa Chúa đã biến đổi nước thành rượu, ngày nay xin Chúa biến đổi tình yêu thương bé nhỏ giới hạn của chúng con thành tình yêu thương bao la và nồng nồng. Ơi có mẹ cha là thiên lắm lắm bao la, từng ngày qua giữa tuổi ngập hà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà, nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ con cũng lớn trong muôn lời ca. Xin ơn trên ngồi xuống muôn nhà, lúc mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn xin trái đơn hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao để mang văn linh, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Cha và con là thánh thần. Hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Ngọt trên cao làm lòng ta luôn khát khao, tình yêu như mộng đẹp nên thơ làm lòng ta luôn ước mơ. Trái tim em nguyện thề yêu anh, gửi trọn tình yêu đến anh. Dấu yêu ơi gửi đến mai sau, em muốn bên anh mãi mãi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Chẳng đổi thay tình ta mãi không phai. Dù âu lo đời nhiều cam go, mình càng yêu nhau say đắm. Yeah. Mẹ trước khi con gái đi làm trông phần họ ngày khác thì mẹ bố mẹ cho con đi quà thì muốn cho con thank you.
cái là cái ý thức, những cái gì mà các cháu được cha mẹ nuôi dạy ăn học đến nay thì bắt đầu từ đây thì các cháu đã phải sử dụng vào xây dựng hạnh phúc gia đình, xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Các cháu còn nhớ những cái thứ đó. Rất nhiều người là người Công giáo đến người ngoại đạo, và người ngoại đạo đến người Công giáo, ngay bà nội của cháu đây cũng người ngoại đạo mà lấy ông nội của tôi là theo đạo, thì bà cũng theo về từ Công giáo luôn. Bà nội hiện nay là vì lý do nếu mà không Covid thì bà nội sẽ vào năm nay 93 tuổi rồi đấy. Người ta hiểu này, có thể người một người vợ hay người chồng, người hai bác đạo, nhưng mà người đạo người nào người đây giữ được, chứ không bắt ép người ta phải theo. Sau tất cả mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Sau tất cả mình lại chung lối đi, đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu. Sau tất cả mình cùng nhau sẽ chia, buồn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhòa, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm tránh nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì cả. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Kính thưa quý vị, về dự chủ đề hôm nay, thay mặt cho họ nhà trai, tôi chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân thiện, cởi mở và đối với họ nhà gái, đối với gia đình chúng tôi. Một lần nữa, thay mặt cho gia đình, tôi chân thành cảm ơn đón tiếp nồng nhiệt chú cháu của họ nhà gái.
và được cái sự tạo điều kiện một lần cái thường đến ngày đến 9 giờ mạnh khỏe, chúc các cháu hạnh phúc và thành công. Mời các bác ngồi uống nước. Này người anh yêu hỡi, lại gần đây với anh. Anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn giấu. Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau, với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn. Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây. Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi. Thấy không, con tim anh nói rất cần em. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa. Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em. Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây. Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi. Thấy không, còn tim anh nói rất cần em. Em ơi, cứ mãi như vậy tình ta sẽ chẳng phai nhòa, và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc.